Sáng ngày 25 tháng 8, chuyến bay VN9 do Vietnam Airlines khai thác từ San Francisco, Mỹ, đưa 277 công dân Việt Nam cùng 6,2 tấn thiết bị, vật tư y tế của kiều bào tại Mỹ gửi về nước đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Việt Nam và Mỹ được Vietnam Airlines thực hiện trong năm 2021, sau khi hãng được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép khai thác 12 chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia. Cụ thể, lô hàng đặc biệt với gần 400 kiện trên chuyến bay VN9 gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chắn giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế, ước tính tổng giá trị của lô hàng khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, với tính chất cấp thiết của lô hàng, chỉ trong thời gian rất ngắn, Vietnam Airlines đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục vận chuyển lô hàng trên chuyến bay VN9. Trong đó, công tác xin phép vận chuyển hàng hóa là khâu khó khăn nhất vì các chuyến bay đưa công dân về nước vốn chỉ được chở khách và chưa từng có tiền lệ được chấp thuận chở hàng hóa. Đêm 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, chưa đến 8 tiếng trước khởi hành của chuyến bay VN9, Vietnam Airlines mới chính thức được nhà chức trách hàng không Mỹ cấp phép vận chuyển lô hàng đặc biệt trên. Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, lô hàng này sẽ được Bộ Y tế tiếp nhận và phân phối đến các cơ sở y tế trong nước.